Chào cả nhà nhá, chào cả nhà lại một buổi sáng. Buổi sáng mình đang đứng trên trần đây, vừa dậy là tí xem là có ông Thánh ớt. Ông Thánh ớt hôm nay cũng được nghỉ, khi cũng khua sớm quá cả nhà. 5:30 ông đã khua rồi. Mà làm tí tiết canh. Hôm nay chẳng có ai thì mình lại bảo tiết canh người thì hôm nay là ra quán ngồi thôi cả nhà. Lại ra quán ông sắn tươi ngồi thôi. Đấy. Thế là bây giờ mình đang chuẩn bị đi thì lại có Bùi Tôn lại đi làm ế về nữa. Thế rồi, thế là Bùi Tôn gọi mà thế tao với Thánh ớt đang chuẩn bị ra đây này. Đấy cả nhà. Thế là được hai ông. Ông Thánh ớt hôm nay nghỉ, còn ông Tôn thì đi làm ế, làm lao động tự do mà. Đấy là về thế là thì bảo ra thế là hai chú đang trên đường tới rồi. Bây giờ mình mời cả nhà mình đi ra ăn sáng cùng với mình nhá. Cùng với lại Bùi Tôn và Thánh ớt. Đấy, ra đánh tiết canh vào đấy rồi, đánh tiết canh vào đấy thì cả nhà biết rồi đấy. Thì nó chỉ có vậy thôi, kiểu như về nhà mình ấy thì là mới làm đủ món được. Đấy. Tiết canh nồng lợn thì mình toàn lấy ở đấy rồi, chỉ lấy quán đấy ăn, còn ngoài quán khác thì mình chịu không dám ăn. Tại về nhà đi cùng mình ra đấy ăn sáng nhá. Đấy, cả nhà đã ra tới Trần Sắn rồi nhá, lâu rồi cũng lại quay trở lại quán để làm tí tiết canh nồng lợn tại quán này. Hôm nay thì có mình với Thánh ớt và là mình với Thánh ớt cái gì nhỉ? Mình là Bùi Tôn. Đấy. Cả nhà. Đấy, một con quán ruột thân quen. Nhiều bạn cứ bảo là lâu rồi không ra mà ông bà tươi nhưng mà dán tươi nhưng mà ra thực ra là nhiều cái như mình đã chia sẻ nó cái nó thiếu thốn nhiều. Đấy, giả dụ như là tiết canh thì bổ nó không như mình mua về mình làm cái đồ nó ngon hơn. Đấy thì tiết canh các thứ nồng nặc là mình toàn lấy ở đây nhá. Tại cả cái làng này mình đã chia sẻ nhiều có người ta hãm chuyên để làm tiết canh. Mà người ta thân quen. Chào cả nhà. Tiết mục biển đánh tiết canh như kiểu truyền thống nhá. Đấy, cũng có nước sôi. Vãi mãi cứ thế thôi. Đầu tiên phải trang bát. Đấy, ra đây đùn nguyên đánh cái cành này hết vích nước của ông sẵn này, ông đang lườm mẹ mắt trắng mắt chó nuộc kìa. Thế mới điền tráng hết bao nước này còn bực này. Có Thánh ớt nhé cả nhà nhá, hôm nay lâu lắm rồi Thánh ớt lại xuất hiện. Bố khỉ nhục đấy, tráng quá này, tráng nước này ông bực, ông đang gọi bố khỉ đẻ ra trâu rồi. Em mình sẽ đổ đi bắt hoa cái nhỏ bắt hai ngấn liền trắng kìa. Cái bát này có chịu được nhiệt không? Bà tươi. Bà tươi, cái bát này có chịu được nước nóng không? Chịu được. Chịu được cái gì? Nếu mà có thích thẳng đâu qua đầu tiên đây, các bạn đặt ra cái nước này, đặt bằng cái nước này, đo đủ nước luôn. Đầu này bát nước này. Bố Ngọc là vách ngăn. Đấy, nên là ba tô có mình với lại đầu bếp Tôn với lại Thánh ớt. Thế cho nên là các vị ăn tiết canh quen mồm cả nhà. Ra đây là các bụi cứ thích, nhưng mà ở nhà cơ thì nhà nó hạt dổi gừng hành ớt nướng chẳng hạn thơm, cái mồm nó khôn lắm. Đây là có rau thơm rau mùi đây nhưng mà mình không cho vào, mấy ông cũng ăn bảo là để ăn ngoài thôi. Cái này mà có nước gừng ở nhà, như là gừng nó băm cả nhà đây, nước nóng rồi bôi ngụt nha. Tiết thằng ca này hơn. Cho nó tiền gạch với tiền gì cần một cái khác à, một thêm một sợi sắt vào đấy. Phở ăn rồi đi nào rồi? Giá thì đâu? Rồi đi làm nắng là nhọc. Thế tinh vào. Thế này có đậm không bà tươi? Bây giờ sáng tươi này chỉ có say thôi nhá. Những đánh rất đơn giản, đánh khó thêm một nhịp thiếu một nhịp nữa là hỏng hết. Ui giời, chuẩn chưa cả nhà? Đấy, bát tiết canh vẫn còn nóng và đã đông rồi nha.
con đầu lọc nha, con biển Nguyễn Ngọc. Đây là lồng cổng. Lồng cổng, lồng cổng. Đang thái lồng cổng cho biển đấy. Chào lần 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 hai, chào lần hai. Lâu rồi không được lên hình, chào thân lực. Hôm nay chào hơi bé. Đấy, thánh ớt và thánh tiết canh. Đấy. Nồng lắm không gặp. Đông như cả nhà ơi, sờ bát tiết canh vẫn nóng nha, úp bát luôn này. Đẳng cấp. Mời cả nhà đây, nào. Xin mời cả nhà vô. Nó nóng không được cả nhà. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Tâm tâm à. Ê, đây rượu ngon kìa. Hôm nay phải mang rượu nhà đi cả nhà này. Nặng cái. Nặng cái. Bố đây cả bố. Chủ yếu cái bát tiết canh cả nhà. Lòng được nhé. Cứ phải chủ yếu tiết canh ăn hàng đầu. Đầu nòng. Đầu nòng à. Đồng nòng. Mỗi người ban nước chấm luôn. Hôm nay bà tươi bà rảnh bà cho mỗi người mình thử chấm cũng trùng quát được. Bà tươi có ớt đâu, năn quả này. Cắp này nâu á. Mang cho thấy ớt mấy quả đây. À, đây này thêm một khách VIP này nữa. Cũng tốc đi đi. Tốc đi đi. Ông quyền ngồi ngoài tốc VIP kìa. Rẻ đó. Bỏ đây rồi. 1 2 3. Yeah. À, năm nay gần 70 người vẫn như thanh niên. Đồng vẫn phong độ lắm. Gặp đất. Gặp đất đây. Bố mạnh đấy. Đấy. Ngoan. Tuyệt vời một trời. Thánh ớt hôm nay xuất hiện, hôm nay mới được nghỉ, tranh thủ. Nghỉ này nhiều bạn bảo là chưa thấy thánh ớt rồi nào, phải đi làm. Chủ đề của mình đây là chỉ về tiết canh, đấy, tiết canh nòng nợn. Đấy, những món ăn dân dã của đời thường ở hàng ngày. Đấy, những... đấy bánh xe ra ăn này này. Quất thêm chanh vào ăn cho mạnh vào. Nguyễn Quyền nhai mạnh nha. Thơm đấy, rất thơm đấy. Thanh niên gần 70 trông như thanh niên nhỉ. Nạ thật. Tôi được trời cho thì mình được tưởng thôi. Trông này nó nhiều tuổi hơn mình đấy, nhưng mà vẫn là cháu mình đấy cả nhà. À, nhiều hôm nay bảo là sao này cứ ăn nói với người ta thế. Nhiều bạn không biết đấy là trong nội tộc nhà mình. Thế là tôi có trong họ đấy. Còn ngoài đời thì hơn mình nhiều người lắm. Thế này trong họ này cứ phải tôi đưa tự cây và có cỗ cành, có cành có dễ. Đấy, đúng rồi, tình đấy. Rồi, đấy, cái này thấy không? Đấy. Tình lắm. Rồi, hồi. Mất bao nhiêu năm thì ăn rồi. Được cái miếng đầu lòng. Nói chung là Nguyễn Quyền này mà ăn lòng phải tính rồi vào Sài Gòn. Có kiểu hơn. Mỗi ngày tôi tính còn là vừa già vừa non còn là vào 40 phân không? Được 40 phân nhỉ? 20 phân non, 20 phân già. Được 30 phân mẹ. Tính bình quân 30. Mà ăn gọi là 50 năm nay nhỉ? Ăn ngon. Ăn từ năm 17 tuổi đấy. 50 năm mà mỗi ngày cứ nhân với lại 30 phân. Mời anh tôi thấy chưa? Mời. Thế mời cả nhà mát đi. Rồi mời đi. Hôm nay rượu của nhà mang đi đến Nguyễn Quyền ạ. À. Rượu của Nguyễn Biển đây. Đây nước chè thôi. Rượu gì? Chè. Quấy đi. Thấy nó rất là đậm đà. Rượu của nhà đấy. Biển đấy. Bem đủ đây này, đầu lòng đây này. Đồng này, ngon này. Phải nhai nó giòn đến gọn giống uống vào. Đây tuyệt vời. Nguyễn Quyền chưa nhìn thấy miếng nữa. Có miếng thứ hai đã tinh không? Đã nhìn thấy chưa? Đấy, mà ăn đi ngủ tôn kìa, kẹp vào. Miếng bánh chè để chữ đây. Miếng là kẹp vào, kẹp đôi vào. Chúng tôi giống bùi tôn chuẩn bị cái kẹp dạ dày à? Đấy. Nó cây nhảy tương phản với nhau đấy. Đấy, đấy. Lòng già kẹp với dạ dày nhá. Tuyệt vời mặt trời. Tuyệt vời mặt trời. Vừa thơm của cái lòng. Đấy. Cho nên ăn cái lòng này nó biến tấu đấy. Đúng không? Giòn với cái dạ dày nữa cho nên là rất quyện. Đúng rồi. Được quyện vào giòn dạ dày thơm béo béo của lòng già. Quyện vào nhau mình phải vắt quất vào đây không có thể hết thế vắt là gì hết không có thánh ướt nó vắt hết vào bây giờ đi ăn đâu ai làm gì ai nhắc đây tinh vào cái miếng chân con đấy gấp đấy không rồi thế ông trò đúng gấp mất rồi thế mới điền tinh vào đây. Phải nói ông họ mang cái rượu này cái chất lượng cuộc sống cao đấy. Rượu mấy năm đấy. Tôi toàn rượu thấp nhất phải 3 năm rồi. Bởi vì cái miệng uống rượu thì nó biết mà. Đúng rồi. Úi dồi, bắt cái cây. Bắt đây đấy.
Úi dồi, tâm lý nhà viết quyền chuyên ăn cho thơm và chủ quán cho rau thơm ngay. Bọn này cái hộ chúng tôi là nó không ăn rau thơm, ý là ăn ngoài thôi. Đấy, băm rau thơm thôi. Đấy, đấy để vào. Úi dồi, độc đặng. Đầu bếp tươi đánh cũng đẳng cấp hết chủ quán này, đánh phát đồng này cũng nước nóng, sờ bọc tay luôn, biết quyền giờ xem. Nhưng mà băm rau thơm tại chủ quán người ta biết tên từ người làng người xóm mà. Ai ăn khẩu vị thì là người ta làm đấy, còn như nội công biển là người ta không. Bấm tay này, bấm được chuẩn, thế mới gọi là chủ quán hiểu biết khách hàng. Đấy, như mình ấy đi ăn khắp huyện khắp tỉnh đi ăn thì chó là người ta chỉ mang một khanh, đừng có mang cái ông làm cái gì nữa mà mất công đổ ra đổ vào. Chó là ổn tôi. Đấy như đây là ăn một khanh thế mới nhục. Còn Kỳ Sơn có tai chó. Tai chó, tai chó đúng là lần đầu tiên mình ăn từ bên đây các bố vốn mình tai chó gọi cá. Mình đi ăn thì chó mà không ăn tai không bao giờ. Ăn mạnh nha, bố nó dạ dày chứ. Ông họ làm miếng cục đầu đấy gái. Cũng phải làm, để nhìn các bố ăn tôi cứ chảy hết nước miếng, tôi phải không tác con, nghiệp. Không có con cháu là sơi rốt. Vậy em không phải thoải mái. Cái hết đầu tiên. Nguyễn Quyền thích ăn cái gì là chỉ cái gì, thái ok. Đây, từng này anh gấp cây cả cây. Cứ tá đấy, còn cái đồ khác là thừa. Ông họ, cái ăn nó không uống à, nồng cổng à. Đấy, miếng nồng cổng đấy mà kẹp thêm miếng nồng non nữa vào thì tốt. Đâu ra chữ O nữa nhỉ. Đấy, ăn uống đó, nó không quan trọng nhưng cơ bản là cái tinh thần ăn uống. Tinh thần, đúng rồi, tinh thần đấy. Tinh thần. Rồi đây. Đẹp xanh vẽ. Một cái ớt nữa đây ông họ này. Đấy. Ui ông họ nhìn này. Wow. Ui dồi, mát cả lòng. Đấy. Tay này còn đút cả quả ớt vào cái đầu lòng, sợ chưa? Ui dồi. Bó tay ăn thế này như tao mà ra đây ông sắn ghét lắm. Mày thì ăn tốn hết không? Tốn hết thì tao thì tốn nước sôi không? Qua 2 năm nghìn một suất ăn hết 9 nghìn thì ớt rồi quá. Ông sắn ông ghét lắm mà ra nói hết cả phích nước sôi và cứ bắt đi đun liên tục. Đầu lòng mà ăn cứ đầu. Wow. Mấy khi được cái bộ này là được rồi, cái này là quá đỉnh rồi. Cứ đầu lòng nhọc quá, làm cái đủ rồi, mệt lắm. Xin mời cả nhà vô. Mời cả nhà nhá. Đốn nước chạy mới khoát rồi. Ừ. 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 Xe nước chè, nước chè là còn đấy. Chè là vào đấy, vào đấy. Ui giời ơi, Nguyễn Quyền ơi. Này, này, yêu tiên ông cháu, nghe ông bạn nói cái gì? Cái này nó mọc từ ở cái đầu lòng già ra, nó cắm vào đây, cắm luôn vào, dày như thế, kém đặc quá, đặt từ chân đỉnh xuống. Thế bằng tính chứ nhiều tuổi hơn ông họ biển mà này, này chán thật. Lý do là thế. Khi ông họ lại nhường cái miếng luôn khổng như thế này. Hay là cái bố nhường mình nhưng biết này, đấy mới là nguyện chuyện. Miếng thế là nó đùn từ cái lòng già ra cả nhà, là cái sát luôn rồi người ta cắt. Nhà giòn ngon trong ống nhau. Thật ấm. Ấm thơm lắm. Đây, đây biển ngoài làm một miếng nồng nồng cộng này, miếng kẹp một miếng nồng non này, cũng miếng này cũng không được. Mời cả nhà, ăn uống nó phải kẹp miếng ngọt như kia. Đây là bát nước chè. Chấm miếng bát nước chè. Bát nước chè xanh ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nhau. Đấy, như anh em phải ngồi vui kể chuyện bên bát cháo lòng chiếc canh. Mời cả nhà. Nhưng mà chè này lắm nó giống rất nhiều lắm bố. Chè lắm đỏ đấy. Tôi đã ăn được nhưng mà rượu này phải lắm đỏ thật. Lắm đỏ. Nhận cái cả nhà hết tay nữa. Tầm cỡ khoảng 3 năm rồi. Lắm đỏ đấy. Em mời Calimen cái. Thế mời người trước đi cho ta pha cái. Không, mời thứ ăn nhé. Cả nhà lâu lắm rồi, ra quán rất tươi nghe dưng ra trẻ xanh thế. Không được phát đâu, không được phát đâu. Mấy khi khai khoanh bà tươi thôi. Cứ mời ông nọ người ông kia cuối cùng cũng qua, còn có bốn ông cứ mời luôn một tháng. Ngồi ăn tí là chết à. Nhưng mà chè này có khỏe khó uống lắm. Hết chai này là căng đấy. Cái này ông nọ con cháu kia kính ông một ly này. Ui dồi, kính quá. Đấy con cháu là kính ông một ly này, ông còn chết đấy. Ông là phải thế đúng rồi đúng không? Ông là phải thế. Cứ
chúc sức khỏe ông cháu. Phải gọi là ông cháu nhá. Gọi mình là ông họ nhưng mình vẫn phải gọi bằng ông cháu đấy. Vâng. Tại vì nhiều tuổi hơn mình nên nói chung là nói thế là cả nhà hiểu rồi. Kính đông ăn như này. Ông khỏe ông có sức khỏe mới ông được. Kiên. Cái gì nhỉ? Nguyễn Tuyền vừa bảo cái gì sướng sướng thần người à? Bắt qua thần người. Vâng, cháu cũng được bảo sướng hết cả thần người. Sướng hết thần người. Đấy, ông họ thế thôi, sướng thần người. Sướng cái thần người, có cụ định, cụ mạnh. Mà là cứ phải... Cụ mạnh như thế này. Bành bành phút rồi. Bà tôi còn dạ dày không? Dạ dày con. Hái cho mấy bố ăn cho công răng đây nha. Cho cảm thấy như... Thôi đây em phá bát này này đi. Ừ. Phá, anh phá chút em phá xong. Bây giờ ông sẵn đi, đi đu nước về. Chào nhà yêu nhá. Đầu bếp thì chó. Thế là gọi vào là phải làm view một miếng thịt bát thịt canh mới được. Lâu lắm rồi mới lại nên được nên hình. Lên hình. Tí này ư? Không tí. Buổi sáng xong 5 siêu nước là được rồi. Cứ chịu khó phục vụ vợ vào đun nước để cho anh em con cháu đánh thịt canh nó nóng. Anh ớt rắc hạt tiêu cho đầu bếp sẵn. Bụp đấy. Đấy, xem thịt canh hoáy như thế nào. Ui giời. Giỏi, đồng đặt chưa? Ui giời, không nên nổi. Bụp đá nhá. Kéo ghế sang ông sẵn ạ. Được. Này tiểu hay tăm ghê nhỉ, cắn được ớt cả. Úi giời, còn cái gì đấy? Cũng cả rau à? Úi giời. Ớt rau thơm. Giết người. Coi làm tí hạt tiêu vào nhá. Nào ạ. Nguyễn Quyền chuẩn bị tinh thần đấy. Không có gì quất là cho nó. Úi giời, đúng rồi. Còn thánh ớt tí đây là view cuối cùng. Cái này anh để định ăn ngoài nhưng mà thôi. Anh ớt tiếp ớt. Úi giời, sợ không được. Tôn nó chơi được. Chưa được, anh còn chưa được. Năn rồi, thôi không ra. Ôi dồi, mời cả nhà nha. Ui, mấy tuần đấy. Vẫn còn nóng hổi. Ôi dồi. Ôi dồi. Eo. Cái này đã biến hết bát à? Vẫn còn thèm hơn. Ui, gớm thật. To lắm đã. Rồi, tôi về đến Nguyễn Quyền. Ngất mồm. Chào cả nhà nha. Mình là Quyền, là cháu của... ông biển dâu. Thỉnh cơ. Tức là hôm nay tôi cũng là lâu lắm rồi ông con mới gặp nhau. Thì cũng mời như là cả nhà này, bát tiết canh đẹp như này này. Đặt sóng sánh đông đầy, lấy cơm thơm như thế này. Như cao su à? Vâng, ông họ là con ăn một miếng này, này cả nhà nha. Tiết canh này phải là rau thơm. To. Đấy. Đấy. Cháu xin miếng không nhá? Tức là già nhưng mà cứ phải miếng to nên phải gọn gàng này. Ăn nằm miếng con ăn. Úi giời. Anh ơi xin nhỉ? Được. Tuyệt vời mặt trời. Úi giời. Đi việc quá. Ăn thế này rồi không? Bà Tươi bà đuổi mẹ về đấy. Một thằng thì ăn ớt, một thằng thì ui dồ, một thằng thì lại phá nước nóng không? Nhục lắm cơ. Lần sau bà Tươi đến, bà ghét đấy. Ghét thật. Bán được mấy cái đồng bạc thì ăn... Vừa người này yêu chưa? Tiền ớt hết. Không phải, quen rồi ấy. Không ăn được, ăn sao được? Ui dồ ôi. Quàm. Ui dồ. Vẫn còn nóng. Nóng. Ấm mà. Đấy, thánh ớt review ăn ông Sắn ngồi ngoài ông Nườm. Nườm kiếp quá, tốt ớt không? Nhục lắm. Ông Sắn bảo là 25.000 ớt mà ăn hết 9.000 ớt. Đâu, để. Ủa, nè. Bà Tươi, đánh mất cái canh đông cho. Đánh mất cái canh đông cho thánh ớt đi. Đây rồi. Thánh ớt ăn mất cái canh đông. Cháu ý kiến là mình đồng khởi một phát đi. Ừ, đồng khởi. Đồng con mình. Đây, cả cái canh đông này. Mời cả nhà nhé. Nước dẻo này ơi, phải nước dẻo này thì mang đi nặng, nặng độ quá. Nặng độ. Quá tuyệt vời. Nước dẻo này mang đi các bố mới điều trị được. Đúng rồi. Cái rượu của ông họ là... Tôn nó múc cái mẻ này đã uống hết đâu, cũng đôi tháng này mới chê. Như cháu từng nghĩ là thằng vợ chôn khoảng độ là 300 ngày. Đạt này cháu, đạt này cháu. Kể cả 900 ngày. Một là 1 tiết 2 nước, đúng không ạ? Ăn 7 lần. Tinh vào. Không, tí nữa tao cũng phải ăn thế, tinh vào, đông vào. Bà Tươi có củ tỏi nào không nhỉ?
bốc hơi luôn đấy nhỉ. Ôi giời, không nhận. Cánh ớt này hôm nay lại làm một tô với cánh nữa kìa. Lắm ngờ. Đâu, ra đi, sang nhà bạn Tươi mình sẽ ăn. Đây luôn. Chỉ có quán này ra. Ở bên mình chị. Thành vào Tươi hay hết quất. Tỏi. Tỏi đi sơn đấy cả nhà, gửi vùng nguyên bản gốc đây. Đúng rồi, đi sơn là... Đấy, ông nào, tỏi đưa cả củ đây, nè. Có ăn tỏi không? Ui, trời có đấy. Củ bốc. Nè, Nguyễn Quyền không? Vâng. Bốc cả củ. Thế rồi, có ông nào ăn. Sao cân tải chưa? Ra quán người nhà mới thế. Ông nguyên là hay sạch. Hay nguyên là nhau thế. Ôi, đã có ngon thế, không ăn. Ớt này. Nó vui mồm à. Ớt ít thế. Ủa thế thôi. Anh ăn rẻ thôi. Chú ăn hết nhiều rồi. Bây giờ anh ăn nữa thì ông đuổi bố về. Để sang ra đóng sát. Ông đang đường đấy. Mời cả nhà nhé. Tiết canh nóng nha. Cực lắm thật. Vẫn luôn tan tan. Vẫn trong cây vẫn ấm ấm. Chúng người trong mấy cuộc đời vẫn cái ấm. Nào, ăn đi. Cái này ăn bánh đi. Bật cho, bật cho. Cái này nhỉ. Nói là cái buổi sáng này cháu thật sự. Nói là được nghỉ ở nhà mà. Thôi xin phép ở nhà nhớ mời đối với tôi rồi, mấy biển rồi mời chắc là chú anh nhỉ? Cháu là cháu rể gần đây. Rồi. Chứ ở chỗ gần gần đây đi. Cháu rể mẹ gọi cháu gần đây. Rồi biết rồi. Sang nhà. À, chúc hàng xóm có là cháu mời chắc mời ông hàng xóm. Cháu mời ông nhá. Đúng rồi, ok. Nhục lắm rồi. Ăn ngô mà không biết trên với dưới này. Nhục lắm rồi. Từ ông họ này, từ thẻ hàng xóm mà vẫn bắt tay hàng xóm. Đấy là cái hạnh phúc. Nắp mấy nào. Bà thẻ ông lát. Đấy là hạnh phúc. Thế bụng mạnh lên. Ông Sáng lên mạnh lên. Ăn đi ăn. Mạnh lên. Mạnh lên. Cháu chẳng vui ăn thì ông biết. Cháu biết mấy cái kia đó. Cái vui chẳng chấp. Cứ tỏi. Đấy ông ơi, còn cân mảnh còn lại đấy. Mua là mua cả cây cả củ tinh vào. Nhưng mà tỏi này gọi là tỏi bé này gọi là thơm. Cành thơm còn bé thơm này. Và to không ngon đâu. Cái tỏi to không ngon đâu. Đây là tỏi rất là bé mà dâu dê dùng về như này phải nói là cái tỏi là tỏi Lý Sơn. Bánh nhân nhá. Chúng ta sao bắt lại nhá. Thì xin phép ông họ con ăn một miếng này cho nó thử thức xem thế nào là cái tỏi này. Nó cũng cay của cái tỏi, thắt của cái tỏi mà nó có mùi nó hơi thơm thơm về cái hương vị quá tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời quá. Thôi đọc khởi đi. Xin mời cả nhà đọc khởi đi. Như cái khóc ông kia. Có ông kia. Mua giỏ đó. Mời cả nhà. Cháu là ăn mạnh mà cũng không ạ? Nhớ cả nhà quá. Hôm nay chàng nước canh phải gọi anh Tuyển cho đen luôn. Đi làm rồi cả nhà. Quá thiệt rồi. Chào đấy bận đi làm lắm. Tôi ở nhà thứ hai. Ông họ. Một cái công hồng. Phải nói là quá tuyệt. Khi nào rảnh mới gọi anh Tuyển kẽ rồi. Cứ đánh nước nóng này là ngon. Được quá. Chuẩn. Vừa ra đấy hết được cả nhà. Nó hàng thật vị thật. Chả đi chè. Ông còn mình cái sản tư cứ nói thật. Luôn dân chè, dân chè, tôi còn tôi cứ có hài hước một chút. À nó hài hước mà đâu rồi. Nó không ảnh hưởng đến ai. Ở nông thôn như thế thôi mà chẳng liên quan đến cái thằng nào xã hội, chẳng liên quan đến lợn uống cái ăn nó ăn uống nó chuyện thoải mái. Ảnh hưởng đến đây. Xin mời anh yêu nhá. Thôi mèm gì hết đi nào. Dạ. Hết không? Ông lại hết tới ông ơi lại hết đi. Chắc cứ tưởng cái ố riêng này, cứ kéo mình vào. Chồng quy ông họ, chồng đi. Đấy chồng đi. Ủa sao lại mèm nó kia nhá. Vâng. Ok. Ủa thế thì. Xin mời anh yêu. Các bố đang riêng tay với nhau, cứ kéo mình vào nhỉ. Đẻo đấy. Ai da không uống rượu nó mày. Tôi đi đều là quý đi ông họ. Đấy đấy. Đi đều thì đến mới vui. Đúng rồi. Đúng rồi. Quyền phải làm nốt miếng này nhá. Vâng. Dạ. Quẩm lên. Là cả nhà nhá. Đây là một kết thúc của miếng này. Kết thúc một cuộc hành trình ăn sáng ngày hôm nay. Miếng này cũng nặng cũng hơi rung rinh đấy. Với cái tuổi già là phải lại cân đấy. Tôi cố gắng đâu họ. Đó. Nó cứ ăn được là khỏe. Không ăn được là căng đấy. Đấy cả nhà đấy lâu rồi hôm nay mình lại ra quán nhà Sắn Tươi. Đấy làm tiết canh nồng lợn ngoài này. Thôi không dừng dài nữa, chào cả nhà cái nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Ok nhá.